Vấn đáp chọn lọc bản tin Thanh Hải vô thượng sư số 160. Thương Thượng Đế hết lòng. Nhấn: Xin sư phụ giải thích về ảnh hưởng của thiền định khi vẫn tiếp tục ăn mặn và hút thuốc. Thiền định có còn ảnh hưởng đến đời sống của tôi không? Sư phụ: Không, sẽ không có kết quả bao nhiêu, vì quý vị cũng phải thanh tịnh hóa thân thể để mà tiếp nhận ánh sáng. Vẫn có thể thấy được ánh sáng nếu chúng ta ăn thịt, hút thuốc, vân vân. Nhưng sau một thời gian, nếu muốn lên những cảnh giới cao hơn, thì phải mang ít hành lý hay bớt rác rưởi đi. Chúng ta phải dọn sạch sẽ thân thể này, tránh xa những chất độc làm lu mờ trí óc mình. Chấn: Nếu sau này tôi thay đổi dần đường lối ăn uống, thì thiền định có ảnh hưởng tới cách suy nghĩ của tôi không? Sư phụ: Quý vị đang trả giá đó ạ. Nên nhớ rằng, chúng ta phải thương yêu Thượng Đế với tất cả tấm lòng. Một khi đã quyết định đặt Thượng Đế lên trước, trần gian phía sau, thì sao không đi lẹ cho rồi? Vì nếu tiếp tục đường lối mà quý vị đã làm, như thâu vào năng lực thú vật, mang chấn động lực rất thấp, chúng ta sẽ bị nó kéo xuống, khó lòng đứng dậy được. Vì Thượng Đế là tình thương, và nếu muốn gần Thượng Đế, thì chúng ta cũng phải gần tình thương, và chính mình phải là một tấm gương tình thương. Thậm chí trái cây, rau cải, chúng ta cũng bất đắc dĩ dùng. Nhưng ý thức của chúng rất ít. Hơn nữa, nếu mình cắt một ngọn rau, nó sẽ mọc thêm ba ngọn khác. Nhưng nếu cắt đầu con heo, nó đâu có mọc thêm ba cái đầu. Không phải Thượng Đế quan tâm mình ăn thứ gì hay Thượng Đế nghiêm khắc với chúng ta, mà đó là đường lối để sống nếu chúng ta muốn gần Thượng Đế. Nhưng quý vị cứ việc chọn lối sống cho mình. Tôi chỉ nói với quý vị biết những gì cần thiết. Còn quý vị quyết định muốn bây giờ hay muốn kiếp sau hay lần khác cũng được. Chết mỗi ngày. Vấn: Mục đích của sự sống là để nhớ lại chúng ta là ai. Vậy mục đích của sự chết là gì? Sư phụ: Thân thể được tạo ra để cho chúng ta sử dụng chỉ trong một thời gian. Vì vậy, khi nó hư hoại, chúng ta phải tìm thân thể mới, thích hợp hơn cho sự học hỏi mới. Vấn: Có sự chết về mặt thân thể và về mặt linh hồn chăng? Sư phụ: Không, linh hồn không bao giờ chết. Chúng ta chỉ thay y phục. Thí dụ như hôm nay quý vị mặc áo màu xanh, nhưng nếu đã mặc 2 ngày là dơ rồi, thì quý vị làm sao? Đem giặt, hoặc là nếu cũ quá thì dứt bỏ và mặc áo mới. Có vậy thôi. Chúng ta chỉ thay thân thể như là thay y phục. Vấn: Chúng ta có điều khiển được những điều mình muốn chăng? Ngài nói về nghiệp chướng, chúng ta có điều khiển được những gì mình muốn trở thành trong kiếp sau chăng? Hay là có người nào đó bảo chúng ta phải trở thành như thế nào? Sư phụ: Không ai bảo quý vị trở thành như thế nào. Do hành vi của chính quý vị và kết quả của những hành vi này sẽ bảo quý vị trở thành người như thế nào. Nếu muốn kiểm soát sự đầu thai trong kiếp sau, quý vị phải có trí huệ để đi qua tiến trình tìm về con đường của mình, lấy lại trí huệ và lực lượng vĩ đại nhất của mình. Rồi quý vị có thể kiểm soát nó. Nhưng hiện tại chúng ta rất yếu ớt. Nhấn: Vậy chúng ta có ý thức và sự kiểm soát ngay cả sau khi chết? Sư phụ: Phải, nhưng không phải là quyền kiểm soát. Nếu chúng ta không khai ngộ, nếu muốn có quyền trở lại, chúng ta phải trở thành vĩ đại. Vấn: Ngài có thể nghiệm sự chết hoặc có nhớ một thể nghiệm chết chăng? Sư phụ: Tôi có thể chết mỗi ngày. Vấn: Ý ngài là sao? Sư phụ: À, tôi chết rồi trở lại. Vấn: Tôi có thể làm vậy được không? Sư phụ: Được, có thể được. Tôi có thể dạy quý vị làm cách nào. Thánh Phaolô nói: Tôi chết mỗi ngày. Khi nhập định, quý vị có thể cắt đứt sự ràng buộc với thế giới này. Vấn: Khi nói chết, ngài ý nói là rửa nghiệp. Sư phụ: Không, không phải vậy. Không phải chỉ là rửa nghiệp mà còn về thân thể nữa. Vấn: Chết về mặt thân thể. Sư phụ: Phải. Quý vị cắt đứt sự ràng buộc và quan hệ với thế giới này, đó là khi chết. Nhưng khi trở lại, quý vị nói tiếp trở lại.
Vâng, tại sao ngài muốn chết nhiều lần như vậy? Sư phụ, tôi không muốn chết, chỉ là tôi phải chết để có thể sống. Vâng, khi ngài nói chết mỗi ngày, có phải là qua thiền định? Sư phụ, phải, đúng vậy. Quý vị cắt bỏ sự quan hệ với thế giới vật chất một thời gian, có thể nửa ngày, có thể trong nhiều giờ rồi trở lại, và tiếp tục công việc trở lại. Bởi vì thời gian giảng sanh của quý vị chưa tới, chúng ta phải trở lại và kết thúc công việc của mình tại đây. Và khi thời gian đến, chúng ta thật sự cắt bỏ mọi quan hệ và không bao giờ trở lại nếu chúng ta không muốn. Nếu muốn, chúng ta có thể trở lại làm việc tốt cho nhân loại. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát số mạng của mình, đó là sự khác biệt. Khi đó chúng ta biết mình làm gì. Người tu Pháp Quán Âm chết mỗi ngày. Vâng, sư phụ, trong một quyển sách của ngài có một câu hỏi, ngài đã từng thể nghiệm sự chết chưa? Nên tôi muốn hỏi ngài về việc này trong địa vị một minh sư. Sư phụ, người tu hành ở đẳng cấp cao không biết cái gọi là chết là thế nào, nhưng chỉ đi từ căn phòng này đến căn phòng khác và căn phòng kế tiếp luôn luôn tốt đẹp hơn căn trước. Trong ngôn ngữ của Thiên Chúa giáo, có rất nhiều dinh thự trong thiên quốc của Đức Cha, nghĩa là có rất nhiều cảnh giới của tâm thức. Cho nên, có rất nhiều cái đẹp trong toàn vũ trụ để chúng ta tiến lên và bỏ lại phía sau đẳng cấp khi trước hoặc đẳng cấp thấp hơn. Và điều này gọi là chết. Và đối với hầu hết mọi người, nếu họ không thể nghiệm được những dinh thự xinh đẹp của Thượng Đế, có thể là họ thể nghiệm một chút những vùng tăm tối hơn. Nhưng rồi cũng bước từ một căn phòng sang một căn khác. Và không có cảm giác gì về cái chết. Vâng, ngài đã tự mình thể nghiệm sự chết. Sư phụ, phải, không vấn đề gì. Mỗi ngày, bất cứ khi nào tôi muốn. Vâng, những đệ tử của ngài có thực hành điều này trong thiền định không? Sư phụ, phải, họ cũng có thể nghiệm này. Vâng, có phải đây là điều Thánh Phaolô đề cập đến khi ngài nói tôi chết mỗi ngày? Sư phụ, ồ, tôi rất mừng quý vị nhớ điều này. Phải, đúng vậy. Bởi vì chúng ta chỉ bước vào một chiều không gian khác mà không cần phải buông bỏ cảnh giới vật chất này. Chúng ta chỉ bỏ áo khoác lại phía sau như là quý vị đã để áo khoác lại ở bên ngoài. Chọn một nghề thích hợp với lương tâm và lý tưởng cao đẹp. Nhấn, những đồng tu làm công việc nghiên cứu khoa học hay y học và phải hy sinh thú vật hoặc làm tổn thương chúng, làm sao giữ được quân bình giữa việc nghiên cứu khoa học này với khía cạnh không phạm giới sát sanh? Sư phụ, cả hai đều như nhau. Nhân danh khoa học, con người hy sinh nhiều thú vật một cách vô ích như là mổ xẻ động vật sống, vân vân. Tôi không thích mấy thứ này. Nếu quý vị muốn làm thì quý vị làm ngược với lương tâm của chính mình. Nhưng tôi nghĩ chắc quý vị không thích đâu. Sau một thời gian quý vị sẽ mẫn cảm trước những khổ đau của thú vật. Thú vật có linh hồn giống y như quý vị, nó cũng biết khổ. Cho nên tốt hơn hết là tránh. Nếu không tránh được thì làm, nhưng ráng chịu. Vâng, nhưng làm sao tránh được nếu công việc mình phải làm như vậy, trừ phi mình đổi nghề. Sư phụ, thì đổi. Vâng, theo quan niệm của ngài thì có cách nào phát triển về y dược mà không cần dùng thú vật không? Sư phụ, có nhiều cách. Thời xưa người ta đâu có dùng động vật thử thuốc men. Con người thời nay cái gì cũng dùng thú vật, không biết tại sao. Cũng giống như dùng con cái của họ, thật là như vậy. Tôi có thể nói gì đây? Quý vị biết làm sao rồi mà. Biết câu trả lời rồi. Giết thú vật thật tình không cần thiết. Ví dụ như giết thú vật dùng trong các cuộc thử nghiệm mỹ phẩm, vân vân. Nhưng có rất nhiều mỹ phẩm đâu có dùng thú vật để thử nghiệm mà vẫn đẹp, vẫn tốt. Như vậy có nghĩa là không cần phải hy sinh thú vật làm chuyện gì cả. Ngoài ra, nếu thiền nhiều hơn, chúng ta sẽ không cần thuốc men nhiều như vậy. Quý vị ai cũng thể nghiệm qua chuyện này. Dĩ nhiên tôi không thể thay đổi lối sống con người ngày nay, không thể đổi từng người. Nhưng quý vị tự mình biết, giết vì sự sống là vô ích, vì sự chết không mang lại sự sống.
sự sống không thể từ sự chết mà ra. Khi sự sống khởi sự bằng sự chết, sẽ kết thúc bằng cái chết. Chúng ta không thể dùng xác người hay chúng sinh khác để nuôi thân. Từ từ thế nào nó cũng ảnh hưởng đến chúng ta, vì sự chết không thể nào sinh ra sự sống. Vì vậy mà chúng ta ăn chay. Nhìn vào các mỹ phẩm thì biết, nhiều mỹ phẩm đề rằng không thí nghiệm bằng thú vật còn tốt hơn là những món thử bằng thú vật. Còn rẻ hơn, hợp da hơn, tiện nghi hơn và đỡ đắt tiền hơn. Khi dùng, da cảm thấy tốt hơn và quý vị cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Quý vị không cảm thấy nặng nề, khó chịu. Cho nên thật ra, dùng thú vật để thử nghiệm là chuyện không bao giờ, không bao giờ cần thiết. Như quý vị, những nhà khoa học gia đã biết, nhiều loại thuốc thử bằng thú vật không dùng được cho loài người vì có nhiều sự khác biệt. Nhưng khoa học gia vẫn thử. Tuy là có ý tốt, nhưng cũng giống như đồ tể giết thú vật cho người ta ăn vậy. Vấn, nhưng đây là phần cần thiết cho sự phát triển bất cứ loại thuốc nào. Sư phụ, vậy thì chọn nghề hay chọn sự sống? Nếu biện hộ là việc đó đúng, thì theo công việc đó, làm trái với lương tâm. Nhưng nếu quý vị nghĩ mình thuộc đoàn thể gồm những người yêu chuộng hòa bình, với đức tính cao thượng, tư tưởng cao cả, thì chọn nghề nào thích hợp với lương tâm, với lý tưởng cao đẹp của mình. Giáo lý chọn lọc, bản tin 160. Phải tu như là sẽ không còn ngày mai. Chúng ta thường nghe nói người này hay người kia chết đi, nhưng vì lý do nào đó, nghĩ rằng chuyện này sẽ không xảy ra cho mình. Mặc dù biết rằng sẽ xảy ra một ngày nào đó, chúng ta không tưởng tượng được là lúc nào, bằng cách nào hay tại sao nó đến. Thật tức cười, nhưng nhờ đó mà chúng ta có thể tiếp tục sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta thật sự hiểu được và nhận thức ra rằng mình có thể chết vào ngày mai, chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Tất cả những bám víu, ham muốn và tham vọng đều sẽ mất đi, và mỗi ngày chúng ta sẽ chỉ chuẩn bị cho cái chết. Khi chúng ta thành tâm thiền định mỗi ngày, chúng ta cố gắng tìm chân ngã của mình. Để đến lúc chúng ta thật sự rời khỏi thân thể, chúng ta sẽ không lạc lối và không có nhà để về. Chuẩn bị mỗi ngày cho sự sống về sau. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ rời bỏ thế giới vật chất này, nhưng không phải là tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành trình cuối cùng. Đó là tại sao hầu hết chúng ta cảm thấy rất áy náy và sợ hãi về điều đó. Dù rằng một số vẫn còn rất trẻ như tôi chẳng hạn, chúng ta đã lo lắng về ngày ra đi đáng sợ này, bởi vì chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta chuẩn bị bảo hiểm cho bệnh tật, cho nhà cửa, cho tiền nợ thế chấp căn nhà, cho tất cả mọi thứ, nhưng chưa chuẩn bị cho ngày mình sẽ rời bỏ thế gian. Trong Thánh Kinh có nói, hãy buông bỏ thân xác cho tâm linh, hãy học chết để có thể bắt đầu sống. Chúng ta có thể đọc như vậy mỗi ngày, thậm chí hơn một lần mỗi ngày. Nhưng nhiều người chúng ta không biết cách chết mỗi ngày để có thể biết được sự sống thật sự. Dĩ nhiên, điều này cũng không sao, bởi vì chúng ta có cả đời đời kiếp kiếp để chọn lựa, hết đời này đến đời khác. Tôi không đến đây để chỉ quý vị cách sống cuộc đời của quý vị, nhưng tôi sẽ chỉ cho quý vị cách chết. Bởi vì chỉ khi chúng ta học cách chết và trực diện với cái chết, chúng ta mới không còn sợ những điều bí ẩn. Khi chúng ta chết, cũng giống như là đang sống trong hiện tại, ngoại trừ là hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều. Chúng ta tự do hơn, có thể đi đến bất cứ nơi nào nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Chúng ta có bất cứ gì mình muốn, ngay tức khắc. Chúng ta tự do hơn chim, có thể tiếp xúc với Thượng Đế bất cứ lúc nào, bởi vì chúng ta đồng nhất với Thượng Đế. Nhưng điều này chỉ xảy ra nếu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì tư tưởng của chúng ta rất mãnh liệt. Trong đời sống hàng ngày, bất cứ điều gì chúng ta nghĩ đến hoặc muốn nhiều nhất sẽ đến với chúng ta. Nếu trong lúc rời bỏ thế giới này, tư tưởng chúng ta hướng về điều gì chưa xảy ra,
chúng ta sẽ trở lại thế giới vật chất này để thỏa mãn sự khao khát hay để làm tròn nguyện vọng. Cho nên, đối với những ai không muốn trở lại nơi đây hay muốn làm chủ vận mệnh tương lai của mình sau kiếp sống này, thì có một cách để chuẩn bị việc đó. Khi chúng ta rời khỏi thế giới này, nếu tư tưởng chúng ta hướng về điều gì rất mãnh liệt, chúng ta sẽ bị kéo về vật đó, sự kiện đó hay ước vọng đó. Cho nên, khi còn sống, mỗi ngày chúng ta nên huấn luyện tư tưởng một cách rất khẳng định, càng nhiều càng tốt, cho đến khi chúng ta trở nên như là tự nhiên, cho đến khi những tư tưởng này trở thành chúng ta. Rồi, vào lúc giảng sanh, những tư tưởng này sẽ dẫn chúng ta đi. Chúng ta có bản chất Thượng Đế và có lực lượng Thượng Đế bên trong chính mình, dù chúng ta có biết hay không. Cho nên tư tưởng của chúng ta thật sự rất mãnh liệt. Thực chất của việc chết mỗi ngày. Chết mỗi ngày có nghĩa là gì? Khi chúng ta hướng nội để bước vào thiên quốc của Thượng Đế, đó là lúc chúng ta chết. Chúng ta chết tạm thời rồi sẽ sống trở lại. Cho nên sự phục sinh có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong đời sống thường nhật nếu chúng ta theo tiến trình của Chúa Giêsu, của những bậc thánh trong quá khứ. Vì đã chết qua một lần hoặc chết mỗi ngày nên chúng ta biết có những thế giới khác ngoài thế giới vật chất này. Rồi chúng ta sẽ tự do đi khắp cùng thế giới để khám phá những bí ẩn của vũ trụ. Và biết rằng chết mỗi ngày cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Thật ra chúng ta biết rằng mình không bao giờ chết. Chúng ta cũng biết rằng mình thậm chí cũng không có một thân thể vật chất. Sư phụ kể chuyện đi uống trà. Hồi xưa có một vị minh sư người Trung Hoa. Mỗi lần có ai tới thăm, ông đều mời họ uống trà. Nếu có người đến, ông thầy nói: "Anh đến trung tâm chúng tôi bao giờ chưa?" Nếu người kia đáp chưa, thì ông thầy nói: "Được, đi uống trà đi." Rồi một tu sĩ kia tới, ông thầy hỏi: "Anh tới đây bao giờ chưa?" Khi vị tu sĩ trả lời: "Dạ rồi, con đã tới đây mấy lần rồi." Ông thầy nói: "Được, đi uống trà đi." Vị trụ trì trong chùa đó lấy làm lạ. Anh đến hỏi thầy: "Sư phụ, tại sao ai sư phụ cũng biểu đi uống trà hết vậy?" "Người từng đến đây rồi, sư phụ kêu đi uống trà. Người chưa bao giờ đến, sư phụ cũng bảo đi uống trà. Thế là thế nào?" Ông thầy trả lời vị trụ trì: "Anh trụ trì, đi uống trà đi." Anh trụ trì hỏi lại: "Sao thầy kỳ cục vậy?" Ông thầy đáp: "Sao ngươi kỳ cục vậy?" Cũng như thế, quý vị có khi hay hỏi nhiều câu mà tôi không biết làm sao tìm ra câu trả lời vô nghĩa để trả lời cho quý vị. Muốn theo tiêu chuẩn của quý vị, tôi phải bịa ra một cái gì đó hay nói đại. Vì nếu bảo quý vị đi uống trà hoài, chắc quý vị sẽ thắc mắc tại sao, rồi nghĩ tôi kỳ cục. Hay quý vị nghĩ đi uống trà là câu trả lời hay nhất, rồi đi nói với người khác. Thật ra, nói vậy không có nghĩa là bảo quý vị hãy tự tại. Quý vị đã là Phật rồi, cả vũ trụ đều biết điều đó, mà nếu quý vị không biết cũng không sao, không vấn đề gì. Trước sau gì cũng biết.